Duy Anh Web thiết kế website chọn gói chỉ từ 2,8 triệu tặng tên miền hosting hotline tư vấn làm web 18006223 website duyanhweb.com.vn. Xin chào các bạn, tôi là Duy Anh Nguyễn, giám đốc trung tâm đào tạo marketing online Duy Anh Web. Trong cái video hôm nay thì tôi sẽ review đánh giá về cái máy sấy Samsung Headpump. Cái máy này là 9kg mà tôi mua là 15 triệu. Đấy. Cái máy này thì những cái thời tiết như hôm nay, như cái tháng này, như cái tháng mà ra Tết này mà thường xuyên là mưa phùn gió phụt, không có nắng thì nếu có cái máy sấy này thì cực kỳ tiện. Đây là tôi đang cho hai bạn, các bạn nhìn thấy hai cái máy giặt 7 cân không? Hai cái máy giặt 7 cân giặt đầy tôi nhét vào đây. Một mẻ luôn. Sấy thì sấy trong vòng là 115 phút thì nó cũng khá là khô rồi đấy. Bây giờ còn 12 phút nữa là nó khô. Cái máy này nó rất là hay nhá. Nó có cái hệ thống cảm biến nhiệt, cảm biến độ ẩm để nó biết được là bao lâu thì cái mẻ sấy này nó hoàn thành. Nó báo 115 phút, vừa nãy nó báo còn 3 phút nhưng mà khi nó cảm biến lại nó thấy là vẫn chưa thực sự là khô lắm. Thế nên nó đã tăng thời gian phút lên 12 phút, các bạn nhìn thấy 12 phút không? Và đây là một cái thanh, tiếp đến là cái máy này nó là cái máy sấy ngưng tụ. Thế là nó có cái dàn, cái hộp chứa nước ngưng tụ phía trên này. Và nó có cái thanh báo luôn. Bạn nhìn đấy, đấy nó có thanh báo luôn ở cái chỗ cái mắc này. Đấy, chỗ mắc này. Thì cái máy này nó chạy rất là êm. Phải nói là cực kỳ êm hơn cả máy giặt luôn. Đấy, nó không rung nhiều như máy giặt đâu, máy giặt có thể còn rung nhiều hơn. Đấy. Thì cái sử dụng cái máy này nó cũng rất là đơn giản thôi, không có gì là phức tạp cả. Nó giống như là cái máy giặt lồng ngang ấy. Các bạn sẽ mở cửa lồng ngang ra và cho quần áo vào. Và đánh giá cái chất lượng quần áo khô, phải nói là cực khô đấy, mà nó thơm, nó không bị ám mùi như kiểu là phơi những cái trường ngày trời mưa này mà 4-5 ngày nó mới xong, nó mới khô được quần áo thì nó mùi, nó có cái mùi hôi rất là khó chịu. Nhưng khi mà các bạn sấy này này thì là nó rất là thơm. Và cái mức điện năng tiêu thụ của nó thì cũng không tốn bao nhiêu. Một mẻ quần áo này thì hết khoảng một số điện tính ra 1.800 hoặc 2.500, kịch kim mới đến 2.500 đấy. Còn bình thường thì nó khoảng 1.800-1.900 thì nó một số điện rất là rẻ, và 2.500 một số điện đấy. Nếu nhiều các bạn mà dùng bậc thang thì nó có những cái bước giá như là 900, 1.500, 1.800, nhưng mà thôi tôi cứ tính kịch kim đây là 2.500, 3.000 số điện đi, 3.000 mà đây là được hai cái máy giặt cho vào. Các bạn phải tưởng tượng là hai cái máy giặt 7 cân là 14kg. Nó nói là 9 cân thôi nhưng mà thực tế tôi đang nhồi 14 cân giặt vào vẫn thoải mái này. Có nghĩa là các bạn cảm thấy là cái lồng nó không quá đầy, không quá chặt là hoàn toàn có thể là gì cho quần áo vào được. Nó rất là khô nhá. Đấy, các bạn thấy không? Và máy này nó có cả hệ thống lọc sơ vải nữa. Nó giống như của máy giặt ấy. Nó sẽ lọc những cái sơ vải ở trong quần áo của chúng ta. Rất là tiện. Đây là còn 10 phút nữa giặt xong này. Có rất nhiều chế độ sấy nhé, sấy chăn ga, sấy đồ thể thao này, sấy chăn ga này, sấy khăn tắm này, sấy đồ len này, đồ mỏng này, sấy chống nhăn này, sấy áo sơ mi này, sấy đồ cốt tông này, và sấy hỗn hợp này. Và tôi hay chọn cái mức gọi là sấy đồ tổng hợp, là cái mức sấy cao nhất và đảm bảo khô nhất. Còn sấy nhanh thì nó chỉ có 35 phút thôi. Đấy, thì nó cho những cái quần áo mỏng dễ khô. Còn đây này, các bạn nhìn này, trong lồng giặt của tôi là có cả áo len này, áo khoác này, rồi áo mặc mùa hè. Duy Anh Web liên tục khai giảng khóa học bán hàng online đa kênh 4.0, cầm tay chỉ việc một kèm một hotline tư vấn khóa học 18006223 website duyanhweb.edu.vn. Đây này, rồi rất nhiều thứ quần áo khác nhau, thậm chí cả khăn tắm các thứ trong này hết luôn. Thế nên tôi là chọn cái chế độ là đồ tổng hợp thì nó đảm bảo là gì, sấy khô hết. Điều tôi rất thích ở cái máy này là gì? Nó có hệ thống cảm biến. Nếu quần áo mà chưa khô hẳn thì nó sẽ tiếp tục sấy đến khi nó khô. Đấy. Bỏ ra khoảng độ 15 triệu cái máy này cũng xứng đáng thôi. Nó giúp các bạn rất tốt trong những cái hôm trời mưa gió như này. Đấy, hôm nay là trời. Con ơi, đừng trèo như thế con. Xuống đi. Những cái hôm trời mưa cả cái mic này đã xuống đấy nhá. Đang quay ở cái chỗ khu vực giặt đồ nào là con Mickey nó nhảy lên người này, nào là bé nhà tôi nó trèo lên cái máy tập thể dục này. Đấy còn 8 phút nữa.
Thì trong các dòng máy sấy, trước thì tôi có dùng một cái số dòng máy sấy, nó công nghệ nó khác máy này, nó là dùng sấy mai so ấy. Thì thấy là cái máy sấy bơm nhiệt này, nó sấy nó bằng block này. Nó dùng nó rất là hay luôn, nó tiết kiệm điện. Và đây là cái con này là con inverter này. Samsung inverter. Inverter thì nó sẽ là biến tần. Nó máy nén khí biến tần, nó giống như điều hòa ấy. Nó sấy bằng công nghệ bằng ga đấy. Con máy nào có ga này. Thế nên nó khá là tiết kiệm. Thế các bạn sấy cả mẻ quần áo như này nó chỉ hết số điện thôi. Cực kỳ tiết kiệm, mà số điện thì cũng chả hết vào tiền cả. Các bạn đỡ phải mất công là đợi mấy ngày. Nếu với cái thời tiết này, tôi khẳng định là phải đợi khoảng 2 ngày nó mới khô được. Mấy hôm nay thì các bạn ở Hà Nội, các bạn thấy là Hà Nội suốt ngày trời tiết nó rất là âm u và nó mưa gió suốt, mưa phùn gió phụt ấy, nhợt nhạt, nó rất là, nếu mà đồ mà phơi thì lâu khô lắm. Đây là nhà các bạn nào rộng còn có chỗ phơi nhé. Nếu mà ở trên chung cư mà phơi mau san sát nhau và cái thời tiết nó độ ẩm nó cao như này này, không khí nó mặc định nó đã rất nhiều là hơi ẩm rồi, nó bám vào thì cực kỳ lâu khô. Mà có khô được thì nó cũng bị cái mùi rất là khó chịu, đó là mùi nó hôi, kể cả mặc dù là có dùng nước xả vải nó cũng không cải thiện được bao nhiêu với cái thời tiết kiểu như vậy. Thì cái máy sấy này nó sẽ giải quyết được những cái vấn đề cho các bạn, là nếu các nhà bạn thiếu không gian phơi thì có thể dùng cái này 365 ngày trên 1 năm cũng được, thoải mái. Thực ra thì nhà đông thành viên thì một ngày giặt một lần, như nhà tôi là ở cùng với ông bà nữa, vợ chồng con cái, thì nhà tôi là hiện tại có hai cái máy giặt, một cái máy sấy. Thì một ngày thì sẽ, nếu mà những cái hôm trời nắng thì tôi sẽ không dùng cái máy này. Tại trời nắng thì tôi sẽ phơi, vì nhà tôi rộng, nhà tôi ở ngoại thành nên nó rất là rộng, 1.000 m² cơ mà. Thế nên thành ra là tha hồ chỗ phơi luôn. Nhưng hôm trời nắng thì tôi sẽ phơi trực tiếp bằng cái nắng mặt trời, bằng gió trời, thì nó rất là tốt, nó rất là thơm tho. Còn những cái hôm như trời nó yếu trời như này, nó mưa gió sụp sùi thì tôi sẽ sử dụng cái máy sấy này. Nó là một cái lựa chọn thêm rất là tốt, rất là hữu ích. Có cái là cái gì hiện đại thì nó cũng hại điện và hại tiền tí thôi. Đấy, thì cái máy này mua trên thị trường nó rơi khoảng 15-16 triệu, tùy từng thời điểm các bạn mua nhé. Các bạn mua những cái thời điểm mà nó nắng to ấy thì nó rất là rẻ, thậm chí nó xuống 12-13 triệu. Nhưng mà mua thời điểm mà nó đang mưa phùn gió phụt như này này thì nó sẽ rất là đắt. Thì kinh nghiệm cho các bạn khi mua máy sấy là gì, nếu các bạn đã có nhu cầu sử dụng nó thì không nên mua ở cái thời điểm nó đang hot như này. Như cái ra Tết này là giá cái máy sấy này nó sẽ không hề rẻ. Ra Tết vì là thời tiết nó không ủng hộ, thế nên thành ra là mưa gió suốt ngày, nên cái nhu cầu sử dụng máy sấy rất là cao. Thế nên giá nó sẽ đắt. Giống như cái việc tôi lại có cái thói quen như này nhá. Mua điều hòa toàn mua mùa đông. Giá nó sẽ rẻ hơn được đôi triệu so với là giữa mùa hè đi mua. Mua chăn đệm thì lại mùa hè tôi mua. Đấy, có nghĩa là mình có kế hoạch sử dụng đồ rồi ấy, thì mình không phải đợi đến lúc mình cần dùng đồ mình mới mua. Tôi là tôi hay mua trước. Cái đợt này tôi mua cái máy này thế. Đợt đi mua là mùa thu, nắng ráo rất là nắng thì tôi đã mua rồi. Thì nó cũng rẻ hơn được mấy triệu. So với cái việc bây giờ mới mua thì nó sẽ tăng giá, thậm chí là không có hàng. Giống như các bạn mà lắp điều hòa giữa mùa hè ấy, gọi chưa chắc là có hàng ngay đâu. Nhưng mà giá thì sẽ phải đẩy lên khoảng vài triệu. Ít nhất khoảng 500.000 đến 1-2 triệu là chuyện bình thường. Đấy. Thì đây là một cái video quay rất thực tế với cái máy Samsung Headbump, máy sấy Samsung Headbump mà nó đang chạy cho các bạn xem. Chắc trên YouTube cũng chưa có nhiều cái video thực tế và chia sẻ kinh nghiệm như này đâu. Những ai mà còn đang băn khoăn, phân vân không biết có nên dùng máy này hay không, đánh giá chất lượng như nào thì tôi chia sẻ luôn các bạn. Tôi dùng cái máy này cũng gần 1 năm rồi. Nó cũng chẳng có tội lỗi gì cả. Đấy, dùng nó rất là ổn định thôi. Mà rất dễ sử dụng nhá, núm xoay tiện cực kỳ luôn. Tiếng Việt 100% chứ không phải là tiếng Anh như một cái số cái lò vi sóng nhập khẩu Đức về đâu. Xưa nhà tôi mua cái lò vi sóng Đức về ấy, toàn tiếng Anh hết. Tôi biết dùng nhưng mẹ tôi chắc không biết. Vì toàn tiếng Anh thì đôi khi khó, nhưng mà cái này tiếng Việt 100% thì cũng chẳng có gì là khó khăn cả. Các bạn chỉ cần ấn cái nút nguồn đấy, nó có biểu tượng nút nguồn. Rồi ấn các chế độ sấy, rồi ấn cái nút play giống như chơi nhạc đấy. Rất là đơn giản. Thế là tự nó chạy thôi. Các bạn nhớ like và subscribe kênh YouTube của Duy Anh Web Official để thường xuyên nhận được những cái video clip mới nhất nhé. Hẹn gặp lại các bạn trong những cái video tiếp theo. Duy Anh Web thiết kế website chọn gói chỉ từ 2,8 triệu tặng tên miền hosting hotline tư vấn làm web 18006223 website duyanhweb.com.vn.